Chương 15. Đem tài tiên tri giúp đời. Với tài tiên tri được Thiên Chúa ban, thầy Martin đã đem áp dụng để cứu giúp tha nhân. Khi nghe tin tội nhân Joan Gondale bị kết án tử hình và sắp điều ra pháp trường, thầy Martin vội vã vào khám đường khuyên bảo và yên ủi. Cuối cùng, anh đã hòa giải với Chúa và lãnh các bí tích sâu hết. Trở về nhà dòng, được ơn Chúa cho biết tội nhân này sẽ được ân xá. Thầy vội báo tin mừng này cho anh. Thế nhưng, đến ngày xử án, anh vẫn bị điều ra pháp trường. Tới nơi hành hình, nghĩ rằng đời mình sẽ chấm dứt từ đây, tội nhân đang hoàn toàn thất vọng, thì nhận tin giảm án của triều đình gửi tới. Anh vui mừng và thán phục tin báo của thầy Martin thật chính xác. Trên đường trở về trại giam, anh còn được thầy Martin gửi tặng một số tiền để gây dựng lại tương lai. Một bệnh nhân người nước ngoài nằm điều trị tại bệnh viện Lima lâu ngày. Một đêm kia, ông trở bệnh trầm trọng, có thể nguy đến tánh mạng. Thầy Martin đang ở nhà dòng, tuy không ai báo, vẫn biết tình hình nguy kịch của bệnh nhân và vội vã đến báo cho nhân viên trực mà chính họ cũng không hay. Hơn nữa, thầy còn cho biết bệnh nhân được gọi là người Công giáo, nhưng thực ra chưa nhập đạo. Sau đó, chính thầy đích thân đến bên giường, ân cần thăm hỏi, nói về tình trạng cơn bệnh và khuyên ông nên dọn mình lãnh bí tích rửa tội sớm. Bệnh nhân hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao thầy Martin biết rõ bí mật mà mình nghĩ chỉ có mình biết. Ông xin thống hối và lãnh bí tích rửa tội ngay. Quả thực, ông đã chết ngay trong đêm đó. Một linh hồn đã được cứu độ nhờ thầy Martin can thiệp. Thầy Martin còn có khả năng đọc được những suy nghĩ thầm kín, những ý định tội lỗi xấu xa, cũng như nguồn gốc phát sinh. Lần kia, Martin nói với thầy bạn Ferdinando: "Này, Ferdinando, sao anh có vẻ buồn thế? Cứ kiên nhẫn và vui tươi lên nhé. 14 năm nữa thôi, anh sẽ được toại nguyện." Nghe vậy, thầy này bỡ ngỡ nhưng cố ra vẻ tự nhiên đáp lại: "Ở đời thiếu gì chuyện buồn chuyện mong, chỉ có chết đi mới hết buồn, hết mong thôi anh ạ." Với nụ cười hấm hỉnh, thầy Martin nói tiếp: "Làm gì chết được? Anh muốn làm linh mục chứ gì? Rồi sẽ được toại nguyện thôi." Thầy Martin còn nói thêm: "Nhưng làm linh mục rồi, anh có trở lại thành phố này cũng không còn gặp tôi nữa." Thầy Ferdinando lúc đó chỉ là thầy trợ sĩ, với khả năng và trình độ không đủ điều kiện tiến lên bậc tư giáo. Không ngờ rằng, 14 năm sau, thầy Ferdinando được lãnh chức linh mục trong hoàn cảnh bất ngờ tại Santiago, thuộc nước Chile. Trở về thành phố Lima, cha rất buồn vì không còn được gặp người bạn tâm phúc Martin nữa vì thầy đã qua đời. Một chuyện khác làm chứng khả năng đặc biệt về việc không biết tương lai của thầy Martin. Ông Joan Figueroa, thị trưởng thành phố Lima, đang nóng lòng chờ đợi quyết định thuyên chuyển công tác của triều đình Tây Ban Nha. Trong lúc đó, thầy Martin đến thăm và cho biết chỉ mấy ngày nữa, ông sẽ nhận được tờ bổ nhiệm. Thầy còn báo trước, phó vương Peru sẽ ám hại ông, nhưng ông sẽ thoát khỏi và được thăng chức thống đốc ngân hàng quốc gia. Nhưng trong nhiệm vụ mới này, ông vẫn còn bị thử thách. Thời gian ứng nghiệm lời tiên báo đó, khi làm thống đốc ngân hàng, ông để thất thoát 100.000 Mỹ Kim, lại còn bị vu khống nhiều tội khác, khiến ông buồn phiền và suy sụp tinh thần tột độ. Bây giờ,
ông mới nhớ lại lời tiên báo của thầy Martin và thân đến gặp tìm một lời an ủi sau cùng, vì ông cảm thấy không thiết sống nữa. Nhưng thầy Martin mỉm cười cho biết ông sẽ qua khỏi tất cả và sẽ trở lại bình an. Thầy còn báo mình sẽ chết trước, và sau này phần mộ ông sẽ ở gần phần mộ thầy tại nghĩa trang trong tu viện. Thời gian chứng minh sự ứng nghiệm của các lời tiên tri tỉ mỉ đó.